6,666. Come on. The bad profile ever. You know, the last season, the previous season, I have 60,655. The better for me. Yeah, cut out a loss. Okay, come back a pop player. Oh, pop player, you sorry? Smoke player from Mexico player. Anani? Yeah, okay. But I'm not sure he's playing right now. Not sure. Okay, Ada in game and two boss? Yeah. Quan hit balloon. Nice job. Okay, one to hit balloon. Hit minor, not to hit minor. Here's up. Yeah, that's right. Hi, bro. How are you? Okay. Okay, I'm one minor. Two minor. Yeah. Mexico rồi. Và hơn là Rick này nó đánh giữa mùa đấy tốt, nó còn tốt rồi. Nhưng mà cuối mùa thì đang tận tập. Bye. Oh. 3, 5, 4, 3, 2, 1, good job. Balloon cần phải như thêm phải 2 giây nữa thì mới ăn được. Girlfriend. Sao Monica, speak Cannon. Sao cả lắng tục tẹp tẹp. Sao lấy tẹp tẹp. Ok, come back from fire. Đây. Let me check the multiplayer. Play tap the map. Somebody can help me. Hey, Dylan. Give me a like, share with you guys. It's the first time you come to my channel. Please subscribe. Please. One. 3, 2, 1. Come on, this version Xbox with Bad Cry. So I think we have the bad version with a nice, not spunky. Oh, where's Viper? Viper, he 1 hour ago so much play Mathema Contracts, and right now he go. Maybe he, I think he will come back in the last hour. Sure. Say hello? Hello? Ah, hello? Hola? No, I think hola. Hello? Hola! Hey, how are you? Oh, how are you? You're in Vietnam, eh? So my damage. Okay, he needs a one fireball, one zap, and one miner. Let's go. Or maybe try get the cycle fireball right now. Emily, hello, Emily. Emily. Oh, Emily. Wait, let me check my. Oh, quick spin, the lead. Ah, let me see. Add the. Let me Macarius.
Luis. No. Ôi, với giáp của sau nó sẽ đỡ bớt đỡ thành thở hơn, bởi vì các bạn biết là bắn tính của với giáp nó sẽ bỏng xa hơn, vì vậy là chúng ta cũng có thời gian đủ để phòng thủ hơn. Chứ bây giờ với giáp nó lao nhanh quá. Hello, I'm back. Chitas. Ok, Chitas here. Trời mưa rồi, mưa rơi ướt áo ướt quần rồi. Hi bro, how are you? Hi bro, I'm good. Like, share video guys. Không khó thủ lớn cơ này lắm, thì vẫn thủ tốt. Con Robin Brother đấm nhanh quá. Hai con Brother đấm solo với lại con bắt được L đấm quê tự nóc. Easy, bra boy. Woo. Good defense. Nguy hiểm. À, quá dữ không kịp rồi. À, sợ. Cả trận có mới thủ không? Sai lầm. Không phải ngáo đâu, thực sự nó không thể công được ấy. Viper vừa thua. Cứ đến cuối thời gian là anh lại đen mà lại còn thâm nữa. Ui, Pompey Lin Jang Kun phát cát. Ma mất mạng. Lag. Sorry guys. Mở mất mạng xong. Lag thấy mẹ. Lag. Má thằng nào rút dây mạng còn quả chết mẹ. Hello, I'm here, bro, here. Má thằng nào rút dây mạng mẹ. Ôi mình trên này. Má thật. Đang cái lúc nước sôi lửa bỏng.
Rocket time, rocket time. Hãy chơi Quick Tower đi. Rồi, có một cơ hội. Vào game chấm gió với anh, em còn nào chơi đâu. Thế, nãy giờ em phải vào đây sớm hơn. Mới giải quyết em việc cá nhân xong cũng rồi, cảm ơn em. Chúng ta còn 40 phút nữa. Đó, thì ra là 3 49 phút nữa. Pompeo đánh cái Viper, Viper đẹp quá nhỉ. Ngon ăn. Subscribe.